Với 313 phiếu thuận và 269 phiếu chống, Hạ viện Anh ngày 12 tháng 12 đã thông qua về nguyên tắc dự luật Rwanda gây tranh cãi. Theo dự luật này, thì những người xin nhập cư và tị nạn tại Anh sẽ được gửi đến Rwanda, một quốc gia Đông Phi. Chính phủ Anh hy vọng dự luật sẽ giúp ngăn chặn người di cư thực hiện hành trình mạo hiểm qua eo biển Manche để đến nước Anh. Đơn xin của những người nhập cư và xin tị nạn sẽ được xử lý tại Rwanda. Dự luật nêu rõ Rwanda là quốc gia an toàn để đưa những người xin tị nạn đến, song họ vẫn có quyền kháng nghị dựa trên hoàn cảnh cụ thể. Sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, dự luật sẽ tiếp tục được xem xét và trải qua vòng bỏ phiếu tiếp theo tại Hạ viện vào năm mới. Các nghị sĩ Anh vẫn đang bất đồng về dự luật. Một số cho rằng quy định chưa đủ cứng rắn để ngăn chặn nhập cư bất hợp pháp, trong khi số khác lo ngại một dự luật cứng rắn hơn đồng nghĩa với việc chính phủ Anh vi phạm luật pháp và các nghĩa vụ quốc tế. Trước đó, hôm 5 tháng 12, Anh và Rwanda đã ký hiệp ước di cư mới. Theo đó, những người nhập cư bất hợp pháp và những người xin tị nạn tại Anh sẽ được gửi đến quốc gia Đông Phi này.